Mới đọc thông tin nhà máy nước khẳng định có váng dầu trong nước là thật, nhưng các chỉ tiêu vẫn trong ngưỡng an toàn, có nghĩa là nước vẫn dùng tốt. Chuyện thật hài hước. Nếu công ty nước có quy trình, chủ động lấy mẫu, thử nghiệm chất lượng hàng ngày mà phát hiện nước không đảm bảo chất lượng thì chủ động ngừng cấp để xử lý, thông báo cho người dân. Đằng này để dân phát hiện có mùi mới đi kiểm tra là thiếu trách nhiệm. Chất lượng nước trước khi đến hộ gia đình chẳng phải luôn được kiểm tra hàng ngày sao? Vậy quy trình xử lý nước là như thế nào? Thật đáng buồn, sức khỏe người dân bị hủy hoại mỗi ngày mà không biết. Cung cấp nước sạch mà công ty nước sông Đà quá cầu thả, coi thường mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như sức khỏe của hàng triệu con người. Khi dư luận lên tiếng thì vẫn trả lời vòng vo, cơ quan điều tra cần vào cuộc, cần thiết phải khởi tố cả người xả thải cũng như những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm trong việc cấp nước bẩn cho người dân. Công ty cung cấp nước sạch biết nước có vấn đề mà vẫn cấp cho hộ dân dùng thì nên bị xử lý nghiêm, không thể xử lý qua loa được. Cơ quan chức năng xử lý vấn đề quá chậm chạp, từ ngày 8 tháng 10 mà đến hôm nay mới khuyến cáo người dân không nên dùng nước. Mà nếu không dùng nước sông Đà thì chúng tôi lấy nước ở đâu dùng đây? Thấy lạ là có người còn hỏi liệu nhà tôi có phải trả tiền dùng nước bẩn không? Đấy đâu có phải vấn đề cần quan tâm lúc này. Vấn đề chính là làm sao để có nước sạch mà dùng, làm sao để an tâm về chất lượng nguồn nước. Chừng nào nước nguồn còn ô nhiễm và chưa được kiểm soát, chừng ấy người dân vẫn chưa có nước sạch để dùng. Không chỉ xử lý trách nhiệm của công ty nước sông Đà, phía chính quyền cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế Hà Nội đã làm gì để xử lý vụ việc? Đây không phải là lúc để cãi vã.